Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Tội phạm giảm song còn diễn biến phức tạp. Các nước kêu gọi đẩy nhanh hành động chống biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với huyện Phú Ninh về dự án tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích, khu kháng chiến Hạ Lào và phòng biên chính miền Nam Trung Bộ. Theo đó, dự án được đầu tư xây dựng tại thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh với 5 hectare diện tích đất bao gồm các hạng mục, nhà, cụm biểu tượng và các hạ tầng kỹ thuật gồm nhà di tích gốc, lầu vọng cảnh, nhà ban quản lý đón tiếp, khu vệ sinh, nhà bảo vệ và cụm biểu tượng tôn vinh. Tổng mức đầu tư dự án lần này dự kiến là 130 tỷ đồng. Việc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khu kháng chiến Hạ Lào và phòng biên chính miền Nam Trung Bộ nhằm gìn giữ lại một di tích lịch sử cách mạng, góp phần tôn vinh tình hữu nghị thủy chung trước sau như một của nhân dân hai nước Việt Lào và cũng để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự biết ơn của các thế hệ sau với công lao của các chiến sĩ cách mạng đi trước. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân khẳng định, di tích khu kháng chiến Hạ Lào và phòng biên chính miền Nam Trung Bộ là công trình mang tính lịch sử quốc tế, thể hiện tình hữu nghị, sự gắn kết trong đấu tranh cách mạng giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào. Vì vậy, đây là công trình được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm và thống nhất cao về chủ trương đầu tư. Để công trình nhanh chóng được triển khai phát huy giá trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đề nghị huyện Phú Ninh phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, rà soát thủ tục đầu tư theo đúng trình tự quy định, sưu tầm hiện vật liên quan đến sự kiện lịch sử di tích để hoàn thiện khu nhà trưng bày, đồng thời tính toán phương án vận hành, phát huy và bảo vệ di tích hợp lý sau khi công trình thực hiện. Cũng vào chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp ngay Sở Tài chính và Sở Giáo dục Đào tạo thông qua đề án để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 12 về quy định mức chi xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, mức chi tiền công phục vụ lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông, quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo dự thảo đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, nội dung chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành, tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội về mục đích ý nghĩa, vai trò và lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, chi cho công tác phí cho kiểm tra giám sát, việc thực hiện đề án tại địa phương, học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng xã hội học tập hiệu quả trong nước, chi các cuộc họp sơ kết tổng kết đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của đề án, chi cho các lớp học tại trung tâm học tập cộng đồng, các lớp phổ cập xóa mù chữ ban đêm, chi cho công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục. Về nghị quyết quy định nội dung mức chi thực hiện lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, các đại biểu thảo luận sự cần thiết về chi đối với hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập, chi hỗ trợ nghiên cứu tham gia ý kiến nhận xét đánh giá lựa chọn sách giáo khoa, chi cho họp hội đồng tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, công tác phí cho các thành viên, hỗ trợ giáo viên tổ chuyên môn của cơ sở giáo dục phổ thông nghiên cứu thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 sắp đến. Sáng qua, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, trưởng ban nội chính tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Nam Trà My đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết của bà con khu dân cư thôn 1, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My. Khu dân cư thôn 1 xã Trà Dơn có 384 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu, trong đó dân tộc Ca Dông chiếm 94,5% dân số. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp ngành, cơ sở hạ tầng được phát triển, nền kinh tế cũng như đời sống nhân dân có nhiều tiến bộ nhất định. Đến nay, tổng đàn gia súc gia cầm toàn thôn có trên 800 con, sản lượng cây lương thực có hạt hàng năm đạt 120 tấn. Bên cạnh đó, việc phát triển cây quế Trà My được người dân tích cực hưởng ứng, diện tích đến nay đạt khoảng 20 hectare.
các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả. Năm 2022, thôn Một được xét tặng danh hiệu thôn văn hóa, trong thôn có 28 hộ được xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa. Ngày hội đại đoàn kết của khu dân cư thôn Một xã Trà Dân được chọn là ngày hội điểm của huyện Nam Trà My. Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết của nhân dân thôn Một nói riêng và xã Trà Dân nói chung. Đồng chí bày tỏ mong muốn nhân dân thôn Một tiếp tục đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, nhất là phát triển chăn nuôi và các loài cây dược liệu, từng bước xây dựng quê hương ngày càng ấm no giàu đẹp. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam sáng qua tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối. Tham gia lớp bồi dưỡng này có gần 130 học viên đến từ 22 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối. Trong 3 ngày học tập nghiên cứu, các học viên sẽ được truyền đạt 5 chuyên đề theo hướng dẫn 61 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những nội dung rất cơ bản mà các quần chúng ưu tú khi phấn đấu vào Đảng cần nắm vững để góp phần nâng cao nhận thức, từ đó có thái độ chính trị đúng đắn, tạo động lực phấn đấu cho mỗi người, làm cơ sở để các cơ sở Đảng xem xét kết nạp những quần chúng ưu tú nhất vào Đảng trong thời gian tới. Sáng cùng ngày, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn về một số nhiệm vụ giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn cho biết địa phương đã xây dựng quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trình Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn đang lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Công tác công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt được thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch, đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, một số quy hoạch xây dựng chi tiết đã công bố nhiều năm nhưng không triển khai, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân vùng dự án, phát sinh đơn thư khiếu nại. Việc rà soát lại đất, diện tích, vị trí để đăng ký vào danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các địa phương còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đồng bộ và thiếu chính xác, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tính đến cuối tháng 10 năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã Điện Bàn hơn 2,1 nghìn tỷ đồng. Theo tiến độ thu ngân sách như hiện nay, khả năng ngân sách thị xã sẽ hụt thu trong cân đối ngân sách khoảng 296 tỷ đồng. Nguyên nhân được cho là do sự bất hợp lý trong việc giao chỉ tiêu thu từ đầu năm. Hiện nay, thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư 225 dự án, tổng mức đầu tư hơn 4,4 nghìn tỷ đồng. Tính lũy kế khối lượng thực hiện đạt 35% so với tổng mức đầu tư. Sáng qua, huyện ủy Thăng Bình tổ chức họp báo với đảng ủy 22 xã thị trấn để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 10 tháng đầu năm và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc năm 2022. Trong tháng 10 và 9 tháng năm 2022, huyện Thăng Bình đã chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, khảo sát báo cáo nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2023. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kết nạp mới 91 đảng viên, đạt 101,1% chỉ tiêu tỉnh giao. Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 80 tổ chức đảng và 125 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 61 tổ chức đảng và 73 đảng viên và đã thi hành kỷ luật 36 đảng viên. Trong 10 tháng đầu năm, ước tính tổng giá trị công nghiệp xây dựng toàn huyện đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, tổng giá trị thương mại dịch vụ đạt gần 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện huyện Thăng Bình đang tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Tính đến ngày 2 tháng 11 năm 2022, toàn huyện đã ghi nhận 2.714 ca, trong đó 100% xã thị trấn có ca mắc. Trong đó các địa phương có số ca mắc cao nhất là Bình Triều, Hà Lam, Bình Dương, Bình Giang, Bình Hải. Những ngày này, các khu dân cư trên địa bàn huyện Nông Sơn sôi nổi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2022. Sau thời gian hạn chế về quy mô hình thức tổ chức do dịch bệnh COVID-19, năm nay, ngày hội đại đoàn kết ở các khu dân cư tại Nông Sơn được tổ chức rộng rãi, người dân tham gia tích cực, sôi nổi. Mỗi khu dân cư có chương trình ngày hội riêng nhưng vẫn đảm bảo phần lễ và phần hội trên tinh thần tiết kiệm an toàn, mang lại một ngày hội thật ý nghĩa bổ ích.
Tại ngày hội, các khu dân cư ôn lại những truyền thống tốt đẹp vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, khen thưởng các tập thể gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2022, tặng quà cho các gia đình khó khăn. Phần hội được tổ chức sôi nổi, thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân với các trò chơi dân gian, nhảy dân vũ, qua đó động viên tinh thần và cổ vũ các tầng lớp nhân dân tại khu dân cư đoàn kết tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Thưa quý vị, sáng qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Campuchia có Bộ trưởng Bộ Du lịch Thongkhon, đại diện Ủy ban Khánh tiết Quốc gia Campuchia, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Siom Ratchavi, đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chai Nabuk. Về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Ngay trong sáng ngày 8 tháng 11, tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, sáng qua Quốc hội báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Báo cáo tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục được các bộ ngành địa phương quan tâm thực hiện. Tội phạm về trật tự xã hội tuy giảm 6,69%, song còn diễn biến phức tạp, nhất là giết người do mâu thuẫn, thù tức cá nhân, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, xâm phạm sở hữu, chống người thi hành công vụ, đã điều tra khám phá đạt tỷ lệ 86,94%, trong đó án rất nghiêm trọng đạt 95,12%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,27%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tuy nhiên, hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm còn hạn chế, tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Vi phạm trong hoạt động điều tra xử lý tội phạm, công tác tạm giữ tạm giam vẫn còn xảy ra. Số người chết do tai nạn giao thông tăng, cháy nổ còn nhiều, vi phạm hành chính còn diễn ra phổ biến trên nhiều lĩnh vực. Báo cáo công tác của các tòa án tại kỳ họp thứ tư, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong năm 2022, các tòa án đã đạt được một số kết quả nổi bật như số lượng, chất lượng hiệu quả giải quyết, xét xử các loại vụ việc tiếp tục nâng lên, đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu Quốc hội đề ra, tiếp tục thi hành hiệu quả luật hòa giải, đối thoại tại tòa án. Song hoạt động của các tòa án còn tồn tại một số hạn chế thiếu sót như tỷ lệ bản án quyết định hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan vẫn còn cao, vẫn còn vụ việc dân sự quá hạn giải quyết do nguyên nhân chủ quan, một số cán bộ không chịu rèn luyện đã vi phạm pháp luật và kỷ luật công tác. Báo cáo kết quả công tác năm 2022, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, ngành kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới 81.756 vụ án hình sự, giảm 4,9% so với năm 2021. Bên cạnh đó, ngành kiểm sát cũng tăng cường phối hợp với Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo, tiếp tục tăng cường công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công ty thủy điện chưa nghiệm thu công trình nhưng đã đưa nhà máy vào vận hành khai thác. 4 doanh nghiệp bị xử phạt gồm Công ty Cổ phần Thủy điện Bồng Lai, chủ đầu tư công trình thủy điện Gia Cho Mo 2, huyện Đức Trọng; Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Dân 3, chủ đầu tư công trình nhà máy thủy điện Đa Dân 3, huyện Đức Trọng; Công ty Cổ phần Cao nguyên sông Đà 7, chủ dự án thủy điện Giang Tam Xuyên, huyện Lạc Dương; và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dampri, chủ đầu tư công trình nhà máy thủy điện Dampri, huyện Bảo Lâm. Tổng số tiền Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt cả 4 công ty là 800 triệu đồng. Cùng với đó, buộc 4 công ty thủy điện phải kiểm định chất lượng công trình đối với phần công trình hoặc toàn bộ công trình đã kết thúc thi công hoặc đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
Thưa quý vị, khoảng 6 giờ sáng qua tại đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ tai nạn sập dàn giáo công trình xây dựng của một hộ dân khiến hai người thương vong. Vào thời điểm trên, công nhân đang thi công đổ bê tông trần tầng 1 của ngôi nhà của hộ dân trên đường Hồ Ngọc Lân bất ngờ dàn giáo bị sập. Lúc này nhiều người chạy ra ngoài kịp nhưng có hai người mắc kẹt bên trong và bị dàn giáo đè. Bước đầu xác định một người tử vong và một người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng gồm lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Ninh, công an thành phố Bắc Ninh, công an phường Kinh Bắc, lực lượng bảo vệ dân phố tự vệ nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu hộ cứu nạn, đưa người bị nạn ra khỏi đống mắc kẹt đi cấp cứu, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng ngày 7 tháng 11, tại Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An, cuộc đoàn tụ giữa bà Lê Thị Thủy, 55 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, với người thân sau gần 20 năm lưu lạc ở Trung Quốc, khiến những người chứng kiến không kìm được nước mắt. Trước đó, Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An nhận được đề nghị tiếp nhận một người phụ nữ từ đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng. Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ khai tên là Lê Thị Thủy, trú tại xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Bà nói mình bị bán sang Trung Quốc từ năm 1997 và mong muốn đoàn tụ cùng gia đình sau nhiều năm lưu lạc. Sau khi tiếp nhận bà Thủy, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Nghệ An đã thông báo tới các địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm thân nhân cho người phụ nữ này. Qua rà soát ở xã Quỳnh Vinh, nay thuộc thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, không có thông tin người mất tích nào trùng khớp với lời khai ban đầu của bà Thủy. Ngày 6 tháng 11, một gia đình ở tỉnh Quảng Bình bất ngờ liên hệ với Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An và nhận người phụ nữ được chia sẻ trên mạng xã hội chính là bà Thủy đã mất liên lạc từ hàng chục năm nay. Thưa quý vị, trong những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên đã tổ chức ra quân hỗ trợ các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa lại nhà ở. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau. Theo đó, 9 hộ gia đình thuộc diện gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ về nhà ở những năm trước nay đã xuống cấp hoặc hư hỏng một phần. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Phước trích nguồn quỹ vì người nghèo của địa phương hỗ trợ mỗi nhà từ 10 đến 20 triệu đồng để mua tôn, sắt thép và vật liệu xây dựng sửa chữa lại nhà. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cũng huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ mặt trận ở các thôn và người dân địa phương để hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình tháo dỡ nhà cửa, phụ sửa nhà và lợp lại mái tôn mới. 4 cái nhà thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh cô đơn khó khăn thì bây giờ là cô đưa cô chủ mặt trận xã đã hỗ trợ cho mỗi vận động là hơn 10 triệu trên một cái nhà. Thì hiện nay thì đã hoàn thành là 4 cái trang nghiệm thu. Và hôm nay tiến hành là xây dựng thêm hơi cớ nữa là coi như là chúng tôi cũng vận động thêm để có tập họ rồi con cớ rồi bà con mạnh thường quân có nơi ở thôn đây cũng chi bộ ở đây cũng là góp công góp sức để mà xây dựng cho các cái nhà nghèo trước đó sẽ lau nhà rồi cũng hư dầu hết trơn rồi cũng khó khăn cũng có chi sửa hết trơn rồi cũng nhờ từ giúp đỡ cho tôi vừa thanh niên cũng giúp đỡ. Hưởng ứng tháng cao điểm về người nghèo từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Phước đã đẩy mạnh tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo, chương trình giúp đỡ hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, thăm hỏi động viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, học sinh nghèo trên địa bàn xã, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Nhân cái tháng cô điển về người nghèo và cũng để chào mừng cái ngày hội đỡ đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, thì mặt trận cũng đã kêu gọi người con xa quê tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 101 triệu đồng để hiện ngày nay để sửa chữa cho chính cái nhà những hộ nghèo, hộ neo đơn, còn những người tàn tật. Những ngôi nhà này thì những ngôi nhà mà đỡ đoàn kết chúng ta lồn trước đây của mặt trận trước đây thì hiện nay nó đang xuống cấp độ dột nát, thì nhân cái tháng cô điển về người nghèo này thì mặt trận cũng đã tích cực để hỗ trợ cho người dân, để là mong muốn rằng hỗ trợ cho người dân có cái cuộc sống ổn định, để là góp phần cùng xây dựng xã nông thôn mới nông cô đến tiến đến cái xã nông thôn mới kiểu mẫu, thì chúng ta không có nhà tội, không có nhà dột nát trong cái thời gian đấy.
Đến nay, xã Duy Phước đã vận động quỹ vì người nghèo trên 400 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 104 triệu đồng. Ngoài 7 hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà ở mới theo diện xóa nhà tạm của huyện, năm 2022, xã Duy Phước còn vận động hỗ trợ xây dựng mới 3 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 300 triệu đồng và sửa chữa 12 nhà trị giá trên 150 triệu đồng. Đồng thời vận động trao tặng 140 suất quà trị giá trên 80 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế cho 2 trường hợp hộ nghèo trị giá 10 triệu đồng. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 27, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 diễn ra tại Ai Cập, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã kêu gọi tăng chi tiêu và hành động để ứng phó với các tác động của tình trạng này. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Đức cam kết nước này sẽ nâng khoản hỗ trợ tài chính cho hoạt động khí hậu thêm 6 tỷ euro vào năm 2025. Ngoài ra, Đức cũng sẽ cung cấp 170 triệu euro cho dự án lá trắng toàn cầu của nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 để hỗ trợ nhóm V20 gồm 58 quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu trong việc tăng cường bảo hiểm và bảo đảm tài chính phòng chống thiên tai. Thủ tướng Italy cam kết chính phủ mới ở nước này sẽ giữ vững tiến trình khử carbon phù hợp với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời cho rằng các quốc gia cần phải làm nhiều hơn nữa để ứng phó thỏa đáng với cuộc khủng hoảng khí hậu. Thủ tướng Anh cũng cho rằng các nhà lãnh đạo thế giới cần hành động nhanh chóng để giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu, vì rằng khí hậu và an ninh năng lượng là hai vấn đề luôn gắn liền với nhau. Công ty chứng khoán Nikko SMBC của Nhật Bản cho biết hơn 40% số công ty lớn tại nước này đã ghi nhận lợi nhuận sụt giảm hoặc thua lỗ do kinh tế khó khăn trong nửa đầu tài chính 2022. Cụ thể, trong số 609 công ty công bố báo cáo kinh doanh 6 tháng kết thúc vào tháng 9, có tới 266 công ty ghi nhận hiệu quả hoạt động giảm sút. Đáng chú ý, ngành tiện ích chịu ảnh hưởng nặng nhất trong số tất cả các lĩnh vực. Các công ty điện và khí đốt báo cáo lỗ ròng tổng cộng 434,96 tỷ yên do chi phí nhiên liệu tăng cao. Các nhà chế tạo thiết bị và phương tiện giao thông ghi nhận mức lợi nhuận ròng giảm 16,2%, trong khi các công ty xây dựng chứng kiến mức giảm tới 20,2%. Trái ngược với các ngành này, các công ty thép lại ghi nhận lợi nhuận tăng 21,3% do giá bán tăng. Thực tế trên chứng tỏ nhiều công ty đang gặp khó khăn do giá năng lượng và chi phí nguyên liệu thô tăng cao kể từ khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra. Các chuyên gia cũng cho biết lợi nhuận của doanh nghiệp Nhật Bản có thể tiếp tục bị tác động trong thời gian tới do tình hình tiêu cực của kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị, Qatar dự kiến đón lượng khách đông đảo chưa từng có lên đến 1,2 triệu người. Tới dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12. Để đảm bảo an ninh cho một sự kiện quy mô lớn như vậy, các nhóm đặc nhiệm từ nhiều nước trên thế giới sẽ được triển khai đến Qatar để tham gia một chiến dịch có tên là Lá chắn World Cup. Để đối phó với các nguy cơ về an ninh trong gần một tháng diễn ra sự kiện, Doha đã xây dựng chiến dịch Lá chắn World Cup, đề nghị các quốc gia thân thiện và đồng minh như Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Pháp, Italy và Pakistan giúp sức thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách với quân số tổng cộng 50.000 người. Các binh sĩ cảnh sát đặc nhiệm từ những nước này sẽ đảm bảo an ninh tại 8 sân vận động ở Qatar và các khách sạn, nơi 32 đội tuyển bóng đá quốc gia lưu trú. Một số đơn vị thiện chiến nhất tham gia chiến dịch là đội đặc nhiệm POH của Thổ Nhĩ Kỳ và cảnh sát chống bạo động Pháp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, từ đầu năm tới nay đã có ít nhất 15.000 người ở châu Âu tử vong vì thời tiết nắng nóng. Tây Ban Nha và Đức là hai nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, trong 3 tháng từ tháng 6 đến tháng 8 khi thời tiết ở châu Âu nắng nóng nhất, nhiệt độ đặc biệt cao đã dẫn đến đợt hạn hán tồi tệ nhất mà lục địa này từng trải qua kể từ thời Trung Cổ. Nắng nóng đã khiến gần 4.000 người tử vong ở Tây Ban Nha, trong khi số người tử vong do thời tiết cực đoan ở Đức là 4.500 người, Anh hơn 3.200 người và Bồ Đào Nha hơn 1.000 người. Các nhà khoa học cho rằng sự gia tăng các đợt nắng nóng hiện nay là do biến đổi khí hậu. Việc sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch như than đá, khí đốt và dầu mỏ đã khiến thời tiết nóng hơn, các đợt nắng nóng kéo dài và thường xuyên hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm từ 68 đến 95%, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn,
đêm có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm từ 62 đến 90%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 60 đến 88%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 68 đến 95%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm từ 64 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm từ 66 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Prao, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm từ 66 đến 97%, gió nhẹ.